Chào anh em nhé, bữa nay mình lại lấy cái con mồi mình đi chơi nhá anh em nhé. Bữa qua nó đi mà bổi nó không xuống, bổi nó đang dẫn con á. Bữa nay mình lấy cái mẹt đi anh em nhé, sẽ bắt hai cái con nó, hai con chuyền rồi đó, hai con chuyền chắc về vẫn còn nuôi được anh em ạ. Mình về mình nuôi thử, giờ cái mẹt đi chắc chắn là sẽ được thôi. Không biết là được con mẹ nó hay là con chuyền. Thôi bây giờ mình đưa con mồi mình qua lục nhé. Thắng đi. Nha. Rồi sao ấy. Tập cho nó sang lục cho nó quen anh em ạ. Cái dòng này không bắt tay nó được rồi. Mình vừa tới nơi đây mọi người ơi, đây hôm nay mình lấy cái mẹt này đi nhá, có hai con chuột bỏ vô đây này để mình bắt cái con chim chuyền á, có hai con nhá. Hôm qua về nguyên chỗ này này, nó gần ngay cái góc tí mình treo ngay cái chỗ rùm đó nhá mọi người nhá. Hôm qua nó về nguyên 4-5 con á, nhưng mà mình không bắt được con nào hết. Là lý do là nó đang dẫn con nên là nó cũng không có hăng lắm mọi người nhá, chim bổi á. Thì hôm nay mục đích mình đi là mình xem mình có bắt được hai cái con của nó không nhá. Hai con chuyền đó, nó tóm lại lông lá nó đầy đủ rồi, nó bay ác rồi. Về nếu mà bắt được về mình nuôi nhá mọi người nhá, xem có được không nhá. Rồi bây giờ mình đến mình gác đi. Ở đây đây mọi người, nó không được sáng lắm nhá, tại vì quay cả cái mẹt ở trên kia không dám quay gần đấy em, để xem con hai con bổi kia, bổi già nó có về không. Thì nếu mà nó về là nó dẫn theo cái con chim chuyền á mọi người nhá, nó có về không để xem có bắt được con chuyền không về mình nuôi anh em.
không xuống anh em ạ. Không dính con tơ anh em ạ. Này chim mái đang nuôi con.